Hôm nay là mình sẽ lên cho em Innova này một bộ loa Harman Kardon. Đây là bộ loa Harman Kardon ha, mình sẽ lên một bộ này là 11 loa Harman Kardon Logic 7, dòng cao cấp nhất của xe mạc nè nha anh em. Đây và một cái súp hơi bồ cùng với lại âm ly Harman ha. Đây là chép Harman Kardon của nó nha, tất cả là hàng xịn tháo xe. Bây giờ ở đây đó sẽ lên cho con Innova này. Cái này là loa này đã gắn rồi nhưng mà giờ sẽ tháo ra, thì cái này âm thanh nó không có hay nên là chủ xe là quyết định là tháo ra để nâng cấp cái khác. Đây ha, là tháo ra cái bộ loa này gắn không đúng cái điều kiện của nó và âm thanh nó cũng không có được gọi là hay nên là phải bỏ. Mình sẽ làm một con xe này lên bài cho anh em xem là nó hay tới cỡ nào ha. Đây là xe ha, một chút ấy lên là mình sẽ set cho anh em. Đó, giờ sẽ tháo ra. Độ chế tùm lum hết, không phải là gắn nhiều là hay nha anh em. Không phải là gắn nhiều là hay đâu nha. Không đúng là về không hết đó nha anh em. Giờ phải bỏ hết tất cả tất tần tật ha. Về để mình lên lại một bộ loa mới ha. Loa xịn của Harman tháo xe. Đó, rồi mình sẽ up clip tiếp cho anh em xem nha.